chúng ta nút chỉ ra đây, sau đó điều chỉnh độ cao của đèn cho chị đúng, xong rồi chúng ta nhích lên một miếng, à một khoảng nhỏ thôi, xong rồi đưa ra đây vô không được vướng, bên này cũng vậy, mở ra nó hàng xuống vừa đụng chị, rồi chúng ta nhích lên một xíu, siết lại, kiểm tra lại, ra lại dễ dàng, ok. Rồi chúng ta để chỉ ngay đầu dao cạch, đầu dao cạch là cái này, đầu dao cạch là đây, để chỉ ngay mép đó là ok, ok.